Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Xin chào cả chú Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể các bạn ở trong trường quay. Rồi. Mình tên là Lê Văn Đông, năm nay mình 28 tuổi, đang sống ở thành phố Đà Lạt nhưng mà quê là ở Ninh Thuận. À, Đông làm nghề gì? Hiện tại em đang làm điêu khắc gỗ nghệ thuật. Điêu khắc gỗ, tranh gỗ, tượng gỗ, tức là các loại. Cái này là phải có bàn tay gọi là thơm, thông mỹ lắm ha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Phan Thị Thu Vân. Em năm nay 27 tuổi. Quê của em thì ở Vũng Tàu, nhưng mà em đang làm việc và sinh sống tại thành phố xinh đẹp thơ mộng Đà Lạt ạ. Ồ, trùng hợp quá. Ở gần nhau không? Phường mấy vậy em? Dạ, em ở phường 8 ạ. Ôi rồi, phường 11 qua gần lắm, 5 phút tới à. Dạ. Vậy mà đó giờ trở anh không biết em ở Đà Lạt bao lâu rồi? Dạ, em ở được hơn 9 năm rồi chị. Trời ơi, ở cùng Đà Lạt gần nhau mà không nhìn thấy nhau, không tìm được gặp nhau mà hôm nay lại gặp nhau, bạn muốn hẹn hò. Đúng là cơ duyên. Dạ, em xin chào anh ạ. Anh có thể nói cho em và tất cả mọi người ưu điểm và khuyết điểm của anh cũng như sở thích của anh không được không ạ? Nói khuyết điểm trước đi. Dạ. Khuyết điểm của anh là đói bụng lên thì ai mà đụng tới anh là lên đồng liền à. Bực bội. Khi mình đói là mình có tật xấu. Wow đó, đây cũng có mấy người vậy đó. Với một cái nữa là khuyết điểm của anh là anh có hút thuốc lá. Hút nhiều không anh? Ngày trước thì có nhiều, bữa nay thì giảm bớt rồi. Cách đây bao lâu vậy anh? Khoảng 2 năm. Bớt là bớt bao nhiêu vậy anh? Trước kia thì anh hút nhiều lắm, hút ngày 2 gói nhưng bây giờ bỏ ngày còn nửa gói thôi. Dạ. Ưu điểm gì đó nói luôn đi. Biết chơi thể thao nè, biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn là việc đẹp, vô cái là xong. Lắm. Mà có ngon hay không á anh? Chất lượng lắm em ơi, không ngon khỏi lấy tiền. Giống mèo khen mèo dài đuôi quá. Còn gì nữa không nè? Sở thích thì thích nuôi chim chào mào, thích trồng hoa, thích những cái cảnh đẹp mà chỗ nào mà đẹp là trải chiếu ngủ đó, cả ngày cũng được, muốn về. Rồi, mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em. Em hoạt bát, em nhanh nhẹn, em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết làm khô gà và tất cả các món ăn vặt. Em hay nấu cho bạn bè của em ăn. Và trước giờ thì em chưa có thấy bạn em đứa nào chơi hết à. Em hơi khó tính một chút xíu, thích sạch sẽ, em nói hơi bị nhiều. Em cũng hơi đa nghi chút xíu, rất là sợ tăng cân, nhưng mà em rất là thích ăn. Thôi ăn đi em ơi, có sức khỏe. Tình trường thì sao? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên của em do em hơi nhạt nhẽo, không có chủ động, không có biết thể hiện tình cảm, nên cuối cùng cái mối tình đó của em cũng chấm dứt. Thì qua mối tình thứ hai thì em có điều chỉnh, biết nêm gia vị, nhưng mà nó cũng hình như nó hơi mặn quá hay sao á, nên nó lại không được. Dạ. Lạc quá cũng không được mà mặn quá cũng ăn không ngon. Dạ. Đợt này là nêm dừa nha. Dạ. Rồi bạn trai bên kia. Em có một mối tình mà chia tay cách đây là 4 năm rồi chị. Mình quen lâu mau rồi. 2 năm. Và lý do sao chia tay? Lý do chia tay thì bạn gái ấy có cái lừa dối á chị. Em hẹn hôm đó là chủ nhật em chở bạn ấy đi chơi, nhưng mà bạn ấy là kêu bảo là thôi nay em mệt em ngủ. Thì em cũng để cho bạn ấy ngủ rồi em đi mua đồ ăn sáng. Mua đồ ăn sáng chạy qua thấy đi chơi với người khác. Xong buồn về luôn. Nhưng từ mà đi với ai? Đi với bạn trai hay đi với gái? Nhiều khi dạ là... đi với người đàn ông khác đó chị. À, thôi bỏ qua chuyện cũ đi. Bây giờ nói tương lai nè. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Cao cao, men lì, đừng có ốm quá, mập mập chút xíu để cho nó ấm á chị. Nhất định là phải chung thủy, không có thả thính nhiều người quá. Và đặc biệt là đừng có quá nhiều em gái mưa. Anh ơi, anh có nhiều em gái mưa không anh? Không có ai, em ơi, nhắn tin anh còn trả lời luôn. À vậy hả anh? Anh là cực kỳ chung thủy á. Dẻo miệng em cũng thích rồi. Anh thì không có dẻo miệng đâu, nghĩ đâu là nói đó thôi à. Em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Ưa nhìn là được rồi. Tốt với mọi người xung quanh, đặc biệt là cha mẹ của bạn ấy. Em không quan trọng về nghề nghiệp hay là gì cả. Thì quan trọng là cái sự chung thủy và chân thật. Cũng không cần mà người đó quá giỏi giang hay gì cả. Bây giờ nếu được thì khi nào em có thể tiến tới hôn nhân được nè em? Nếu được thì do bên đàn gái thôi. Đàn gái mà cửa là hốt luôn. Hốt luôn. Nhanh nhất là bao lâu rồi chậm? Nhanh nhất là 3 tháng. 3 tháng? Dạ, mà chậm nhất là 6 tháng. Mà chậm nữa là 1 năm trở lại thôi. Nhưng mà em đã sẵn sàng hết chưa mà em nôn nóng vậy? Muốn vợ lắm rồi. Muốn vợ lắm rồi. Giờ lấy vợ về ở đâu? Thì đương nhiên ở Đà Lạt. Ở chỗ nào? Ở nhà của ai? Hiện giờ em đang thuê cái chỗ đó làm mặt bằng để em làm ăn. À, 10 năm. Mình ở trong đó luôn, thuê 10 năm. Mà được mấy năm rồi? Là mới được 4 năm thôi. Tốt. Như vậy là sẵn sàng hết mọi thứ rồi. Bạn gái dạ. Gật đầu là ok thôi. Dạ, gật đầu là hốt luôn. Có cái điều gì mà em cảm thấy
không có thích ở ở vợ mình không? Không thích người con gái bài bạc với lừa dối. Có bài bạc gì không em? Dạ không chị ơi. Trời ơi, con gái đâu ai đâu bài bạc. Ô có chị. Không có. Em thấy rồi. Thấy anh này cũng được đó. Nhưng mà ảnh muốn cưới sớm quá vậy em đáp ứng được không? Thời gian không có quan trọng chị. Ừ. Rồi bây giờ anh sẽ qua xem đàn gái như thế nào nha. Em muốn sao? Dáng người cao thấp. Da trắng hay gì? Da trắng càng tốt. Đừng có mập quá là được. Vừa đủ ôm thôi hả? Trắng vừa đủ ôm. Dạ em chào anh Hoàng Linh ạ. Chào em. Nãy giờ em nghe anh này nói em cảm nhận ảnh thế nào? Em thấy chắc là cũng chín chắn. Tại vì em thích tìm người chín chắn, biết lo cho gia đình. Nãy giờ em nghe anh nói anh có cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình không? Có một chút xíu gì đó. Chút xíu gì thôi hả? Dạ chắc là 70-80% à. 70-80% là được rồi. Chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với dì ruột của em ạ. Dạ chào dì. Tôi xin phép chào MC Quyền Linh. Dạ chào dì. Dạ Cát Tường. Dạ. Chào cô bác trong khán giả trong khán đài hôm nay. Tôi là dì ruột của Phan Thị Thu Vân. Tôi thấy cháu trai đây nè cũng rất là dễ thương, ăn nói cũng hoạt bát. Cháu gái của dì á thì nó tánh nó thì nó hay nóng nóng, hay nạt hay nộ. Sau này mà có mà thân nhân á thì các con á phải nhìn nhường nhìn với nhau. Nó thì nó hay nó nhiều chứ mà nó cũng hiền lắm, mà nó ở nhà chứ nó cũng tỉ mỉ biết lo cho gia đình. Nó chỉ có một bà mẹ với đứa em thôi. Nay mẹ nó đi không được là vì thế gì đi lên đây chứ đến đi rồi gia đình cũng chấp nhận cháu trai của dì nha, cháu rể đó, đến cho nó sớm sớm. Dạ thề. Con cảm ơn dì. Dạ cảm ơn dì ạ. Rồi anh đi với ai? Dạ em đi với hai em gái và hai bạn và hai em kết nghĩa. Em gái ruột á hả? Dạ hai em gái ruột. Rồi gặp em gái ruột. Dạ, đi em gái ruột. Em gái ruột thì được chứ em gái mưa là cổ không chịu đâu. Dạ, á nha. Hai em gái ruột. Em chào anh Huyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào hai em. Dạ em chào mấy vị khán giả ở đây ạ. Em thấy anh chị cũng hợp với nhau. Dạ hy vọng sau chương trình này anh chị sẽ tiếp tục hẹn hò. Xin cảm ơn xin hết ạ. Bên kia của em gái ruột luôn á hả? Dạ em gái. Giống hai chị em sinh đôi quá nha. Dạ không, cách nhau cũng 3 tuổi. Rồi mở cửa hàng rào. Câu cái bộ hoa này tặng cho em mang từ Đà Lạt xuống nè. Dạ em mang từ Đà Lạt xuống hả? À, chúng ta bắt đầu nói trò chuyện đi các bạn. Cảm nhận đầu tiên khi các bạn gặp mặt như thế nào? Dạ em chào anh. Chào em. Muốn hỏi anh là anh cảm thấy em là người như thế nào ạ? Anh cũng là thấy em này cũng rất là dễ thương, cũng rất là mộc mạc chân thành. Thì anh thì cũng thích cái ánh mắt. Anh nhìn đầu tiên anh đã thích. Thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên của em là anh nói chuyện cũng chân thật, cũng thật thà, chất phác. Em muốn hỏi anh là anh định nghĩ thế nào là hạnh phúc? Thì theo như anh nghĩ thì hạnh phúc thì phải đến từ hai người. Thì mình biết quan tâm, chăm sóc cho nhau. Những khó khăn vất vả trong cuộc sống thì mình phải chia sẻ. Đừng có im với nhau rồi cuối cùng cái đổ vỡ, không có cái kết cục hạnh phúc cho tương lai. Dạ. Em thì khi mà đi tới những cái nơi đông người á, ví dụ như siêu thị hay là rạp phim công viên gì đó, em thấy những cái ông bố bà mẹ dắt con cái của họ đi chơi, đi công viên á, thì em thấy rất là thèm, rất là muốn mình có một cái gia đình nhỏ như vậy, muốn mình có một cái hạnh phúc như vậy. Nếu em đồng ý anh sẽ cho em được một gia đình như vậy, thì anh cũng mong rằng thì trong tương lai mình sẽ tiến xa hơn và mình có cơ hội mình đến được với nhau, mình đến được thành chồng, thì anh nguyện sẽ đem cuộc đời và trái tim này trao tặng cho em. Dạ. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Hôm nay cái duyên hai bạn đã gặp nhau ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn có phận hay không là do hai bạn tự quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm quý vị nha. 1 2 3 Xin mời. Rồi, chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau nào. Cảm giác sao? Ấm nhưng mà tay hơi rung.
nghệ sĩ điêu khắc hả? Hãy về khắc hình cô gái ấy trong tâm trí của mình nha. Hôn nhau đi hai bạn. Cái gì cơ? Là Thành không chị? Là Thành đó. Trời ơi, giờ này bà hỏi là Thành không chị? Là đã đỏ tim, hai trái tim lên rồi nè. Rồi nắm tay nhau rồi nè. Rồi ngày hôm nay là một cái nụ hôn tại sân khấu, bạn muốn hẹn hò để kỷ niệm ngày hai chúng ta vừa có duyên. Còn phận để đó chờ xem. Rất là dễ thương, rất nhẹ nhàng. Dễ thương. Dạ. Chị Ngân ơi. Alo. Chị nghe thấy em nói không ạ? Chị Thảo ơi. Chị Thảo nghe. Rồi, mình tiếp tục chia sẻ giúp em chị nhá. Và ngoài cái điểm mạnh điểm yếu đấy của mình ra thì mình có tay lẻ gì không này, hay là mọi người nhận xét mình là người như thế nào? Thì nói chung thì tài lẻ thì mình cũng không có giỏi. Thì hay có những món ăn mình thích đó, thì mình hay làm những cái món ăn mình thích thôi. Còn trong công việc thì được cái là nhiệt tình. Chỉ có nhiệt tình và kiểu là thích nghiên cứu. Rồi, quê của mình là Bình Dương. Mình đang làm nhân sự đúng không ạ? Dạ đúng. Là làm ở Sài Gòn hay làm ở Bình Dương chị? Làm ở Bình Dương luôn em. À rồi, mình chia sẻ giúp em về cái câu chuyện tình trường của mình nhá. Là mình từng yêu hay là từng kết hôn với ai chưa? Mình có kết hôn cách đây 12 năm. Hiện thì có một bé thì cũng đã 12 tuổi rồi. Một bé trai. Thì kết hôn được khoảng 1 năm sau thì mình ly hôn. Vì thời gian mà mình kết hôn thì cũng là do là mấy cô, mẹ mình thì mất sớm. Chỉ sống với ba thôi. Thì khi mẹ mất á, thì mình mới về ở với bà nội. Thì mình ở chung với nội. Rồi mấy cô thấy như vậy là không có mẹ, mấy cô mới làm mai. Thì cũng quen một anh ở Bình Dương luôn, gần nhà. Thì khoảng một năm thì mình cảm thấy nó không hợp. Vấn đề kiểu như là bên kia người ta cũng có kinh tế, rồi người ta cũng ghi dễ mình này kia đó. Cho nên mình cảm thấy là nó không có phù hợp về cái vấn đề mình đang còn đói. Rồi, nghĩa là từ lúc đấy đến bây giờ là mình không tìm hiểu thêm ai đúng không ạ? À đúng rồi, thì nói chung thì đi làm thì cũng bạn trai cũng rất là nhiều, bạn nam bạn nữ rất là nhiều. Nhưng mà giống như là mình đang còn sợ, mình có như là con còn nhỏ. Cho nên là mình kiểu như là coi phim nhiều á, nó giống như là nó đang bị ám ảnh mấy cái vấn đề mà cha dượng hay là mẹ ghẻ đó. Cho nên mình muốn cho con mình nó lớn một tí xíu, nó có thể tự lập thơm, rồi mình mới có thể. Bây giờ là mình tham gia chương trình là một chương trình tìm cho mình một người như thế nào chị? Chia sẻ cụ thể nhá, về cái từ cái về ngoại hình đến tính cách, công việc của bạn nam. Nói chung á thì trước tiên á là mình muốn tìm một bạn có thể làm tuổi mèo, tuổi heo hoặc là tuổi ngựa. Nhưng mà nếu được tuổi ngựa thì tốt. 90. Là kém tuổi cũng ok đúng không? Mèo với heo là kém tuổi đúng không ạ? 95. Lớn hơn mình chứ. Phải lớn hơn mình từ 2 tuổi trở lên chứ. Tại vì bản tính chất mình là cũng rất là to con. Cho nên là mình cứ sợ là kiểu như là mình đã có con rồi nữa. Cho nên mình sợ là khi mà mình có gia đình đó thì mình sẽ cuộc sống sẽ làm cho mình kiểu như là sò sề hơn, xong rồi nhìn mình sẽ lớn tuổi hơn người chồng, cho nên tìm người chồng lớn tuổi hơn mình. Rồi, anh nghĩ cũng cân đủ mỡ giống mình là ok đúng không ạ? Thì quê quán của anh thì sao chị? Quê quán thì nói chung thì tầm khoảng tầm 100 cây đổ lại là được. Xa quá thì nói chung bên mẹ bên chồng thì cũng hơi khó, tại vì bản thân đó thì mình cũng chỉ có hai chị em gái thôi. Ba thì còn ở một mình, cho nên mình cũng muốn qua lại, chăm sóc được hai bên. Rồi, chồng thì có thể là hiện tại mình cao 1m68. Thì mình có nhu cầu tìm một bạn là 1m7. Cũng không có còn đẹp trai lắm. Nói chung là gọn gàng rất là được. Công việc thì mình muốn một người đó có một cái công việc như làm kinh tế nó ổn định, không gia trưởng. Các ơi, sau này này mình sẽ đạt được cái trình này, có khả năng lo được cho mẹ con của mình, rồi cũng có thể là chăm sóc được cho gia đình. Ví dụ mà người ta cũng có con riêng, cũng
có lần một lần đổ vỡ trước của mình rồi là ok không chị? Nhưng mà thật sự thì mình cũng rất là sợ. Nếu mà có cái kiểu như có con riêng mà có đổ vỡ rồi á thì mình sẽ sợ là như là con vợ con chồng thì cái tình cảm vợ chồng nó sẽ bị phân đi. Còn cái thứ hai nữa, nếu mà về một người mà chưa có gia đình á thì sợ là kiểu như là người ta sẽ ích kỷ hơn, người ta cứ sợ là mình dành tình cảm cho con rồi không dành tình cảm cho người đó vậy đó. Cho nên là mình muốn tìm một người, nếu mà người đó mà đổ vỡ rồi mà chưa có con thì càng tốt. Rồi ok chị. Thì hôm nay là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thì chương trình biết mình là ai cũng như là trao đổi xem là cái cách mình tương tác như thế nào thôi. Khi mà chương trình chọn mình vào vòng trong vòng ghi hình rồi cũng như là tìm được cho mình cái người mà phù hợp với cả những cái tiêu chí mình đưa ra ấy, thì chương trình sẽ liên lạc lại với mình và có một bạn biên tập riêng để làm ngược lại nội dung cụ thể hơn với mình sau chị nhá. Cảm ơn hôm nay là chị đã tham gia phỏng vấn với chương trình. Chương trình cho mình hỏi là thêm khi mà mình muốn mình cái ngày mà mình đi hẹn hò thì cái thời gian sẽ là như thế nào ta? Cái thời về mặt thời gian đấy thì sau khi mà chương trình đã tìm được cho mình người phù hợp rồi cũng như là thống nhất là mình sẽ tham gia rồi thì sẽ có các bạn sản xuất liên lạc lại với mình để nhắc nhở mình cũng như dặn dò mình những cái thông tin cụ thể như là ngày giờ rồi là những cái giấy tờ mình cần phải chuẩn bị đầy đủ chị nha. Rồi, vậy thì cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Còn thêm một điều nữa, chị Thi Anh ơi, chị muốn hỏi thêm Thảo. Chị muốn trách Thảo vài chỗ như này. Nhưng mà về chuyện là Thảo nói là bạn trai mà đã ly hôn và đang có con như mình á, thì sợ là con em á. Dạ. Thực ra, khi em sợ cái điều đó thì bản thân em đã mang cái tiêu chuẩn đó rồi. Đúng không? Em đã mang cái tư tưởng là em sẽ thương con em rồi, cho nên là em thương con người ta thì người ta cũng như thế. Thì một cái người đàn ông này cũng thế, người ta khi có con người ta cũng sẽ nghĩ như thế. Xong rồi em đã thương con em, nó thiếu thốn tình thương của một người cha, thì liệu rằng nó không tương của em với những người chồng sau đó ba đời thì em có cân bằng hay không? Thì vấn đề là ngay từ bây giờ em phải bỏ, em phải bỏ hết những cái suy nghĩ đang tiêu cực đó của em ra, và con nào cũng là con. Khi mình thương một đứa bé thì đương nhiên nó sẽ thương lại mình. Mình chăm sóc nó như con chăm sóc con mình thì những người đàn ông đó họ cũng sẽ chăm sóc con mình như con người ta. Mấy bạn thân em á, không phải là bạn biết đâu. Bản thân em là kiểu là đã tổn thương rồi, với lại kiểu như là em coi mấy cái phim này kia xong mà em bị đánh lại từ bên coi phim nhiều quá chứ còn á còn bên phim nó là bên ta chứ còn người á thì mỗi người mỗi tính khác nhau và miền vùng nào cũng vậy, có mỗi người mỗi tính khác nhau và bản thân em thích trẻ cho nên em mới học được ngành mầm non. Đó thì về thế thì em đừng, tức là thế thì em đừng đưa lên cái tâm lý là em sợ cái này em sợ cái khác, mà em hãy chấp nhận rằng là một người đàn ông người ta đã đổ vỡ có hoàn cảnh như thế, một người đàn ông mà vào chống nuôi con thì chắc chắn người đàn ông rất là ok họ mới nuôi một đứa bé. Dạ đúng không, ví dụ như chồng em bây giờ chồng em về khi dễ hoàn cảnh em bỏ cả con em luôn, chồng em có chăm sóc con em không? Dạ. Chồng em có chu toàn cho con em không? Chồng em có chăm sóc con em không? Hay là em nuôi con em một mình? Trước giờ là em nuôi, nói chung là không có chu cấp. Ví dụ như chị nói thẳng, ví dụ như với chị, nếu như với chị là một cái người phụ nữ khác mà chị có chấp nhận chị quen cái người chồng cũ của em đi, là chị cũng không đánh giá cao anh đó. Tại vì là có con ra mà ít nhóm như không có dành tình cảm không có nữa thì cũng là có trợ cấp nuôi con để cho con nó biết mình người cha đó nó còn tồn tại, thì huống chi đây là một người đàn ông người ta đã cả hy sinh rồi, người ta tức là chị biết là những người mẹ bên thân người ta bên thân nó rất là khó để làm một mối quan hệ của bọn em. Thực ra nó là một cái rào cản ban đầu khi tụi em bước vào một mối quan hệ mới, nhưng mà mình phải mở lòng mình ra, mình phải tư duy một cách tích cực hơn là ở một đứa con thêm một đứa con nữa nó sẽ vui, hai đứa chơi với nhau nó sẽ vui. Nhưng sau này có mình một mình thêm một đứa con chung nữa thì thay vì một đứa con của mình thì thêm một đứa con của anh kia nữa, nó dành tình thương cho đứa con thứ ba, thì có phải là tự dưng cái cuộc sống của tụi em nó sẽ ok, nó sẽ vui vẻ hơn không? Nó sẽ nhiều hơn. Đi qua buổi phỏng vấn này á thì em cũng mong muốn cho mình tìm được một bạn trai đâu có gì lại ví dụ rồi kinh tế thì nó thật ổn định
để có thể có gì để nó giữ rồi đâu. Nếu mà anh bên kia đã từng đổ vỡ thì cũng có một cái kinh tế để có thể lo trọn vẹn cho hai đứa, là gì nữa để tụi nhỏ có thể ăn học. Và thêm một cái thì người đó phải đưa cái nhà gia đình lên hàng đầu, tại vì em không có muốn mà như là mấy bạn như có bạn bè nhậu nhẹt hay là gì đó xong mà gọi một cái là đi, hay là em muốn là lúc nào cũng coi gia đình là trên hàng đầu, trên hết, lo công việc và lo gia đình là trên hết, để mình có thể